tại sao? Tại sao tụi bay lại tin tao? Tụi bay nghĩ cái gì mà tụi bay đưa ra những cái quyết định tài chính đặt cược cả gia sản của mình dựa trên một hai cái vlog của mấy đứa KOL, thậm chí của những cái chuyên gia tài chính trên báo đài, trên TV? Tại sao? Tại sao? Anh Trí ơi, tình hình này cuối năm có nên mua vàng không anh? Anh ơi, lạm phát như vậy rồi, em mua đô la để tích trữ được không anh? Gửi tiết kiệm bây giờ có rủi ro không anh? Anh ơi, bây giờ anh đang giữ tiền ở những kênh nào vậy anh? Và cái số lượng câu hỏi được gửi về rất là dồn dập, khiến cho các bạn trong ekip đã push anh rất là nhiều. Để rồi cuối tuần trước anh đã quay luôn mấy cái câu trả lời nhanh cho các bạn. Nhưng thành thật nghe, là sau khi quay xong những cái short video đó thì anh cảm thấy trăn trở vô cùng. Trăn trở không phải là không biết trả lời như thế nào cho nó đủ, mà cái trăn trở lớn hơn rất nhiều vì cái sự thật là vẫn còn rất rất nhiều những người Việt Nam ngày hôm nay vẫn đang hỏi những câu hỏi này, để rồi đưa ra những quyết định tài chính cho cá nhân, cho bản thân, cho gia đình. Vậy nếu bây giờ anh trả lời là yes thì các bạn sẽ nạp hết cái khoản tiết kiệm cuối năm nay để mua vàng, mua đô la hoặc là quay trở lại thị trường chứng khoán, có đúng không? Có thật không? Mà nếu bây giờ anh chia sẻ về những khoản đầu tư mà vợ chồng anh đang thực hiện gần đây thì các bạn sẽ đu theo, có đúng không? Cho nên thứ nhất đó là tại sao các bạn lại tin anh? Hay các bạn suy nghĩ làm sao mà mình lại đặt cược cái tương lai tài chính hoặc tất cả gia sản của mình vào bất cứ một cái KOL nào đó trên mạng xã hội, hay thậm chí là những cái chuyên gia tài chính ở trên báo chí hoặc là trên phương tiện truyền thông? Các bạn đầu tư trúng lớn rồi họ có được đồng nào không? Và rồi khi các bạn mất sạch tiền thì thẳng thắn đi, họ cũng chả rụng cộng tóc nào hết. Không có bất cứ một sự ràng buộc nào giữa các bạn và họ. Vậy tại sao các bạn nghĩ là cái lời khuyên đầu tư của họ sẽ giúp được cho mình? Thứ hai là khi các bạn đầu tư theo lời khuyên của người khác thì lúc các bạn kiếm được tiền thì các bạn cũng chả thật sự hiểu được vì sao mình kiếm được tiền. Và rồi khi các bạn mất tiền, các bạn lại càng không biết được là mình mất thật sự là vì lý do gì. Và khi đó cái lợi nhuận đầu tư của các bạn sẽ không bao giờ ổn định. Chưa kể là khả năng các bạn lặp lại những cái sai lầm về đầu tư và mất những số tiền lớn là rất cao. Về lâu dài chỉ có tiền mất tật mang mà thôi. Và bằng chứng đau đớn mà chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay, đó là hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn những cái nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, họ rơi vào cái hoàn cảnh rất là bi đát, đứng trước nguy cơ mất sạch vốn liếng của mình khi mà hoạt động ngân hàng của SCB hoặc là công ty chứng khoán Tân Việt có những dấu hiệu lừa đảo và vi phạm pháp luật. Và rồi hàng triệu nhà đầu tư trên thế giới nhìn thấy số tiền crypto của mình bốc hơi sau một đêm khi mà sàn giao dịch FTX tuyên bố phá sản. Thẳng thắn nha, các bạn có người thân hay là bạn bè nào của mình đang lao đao trong cái vòng xoáy đó hay không? Hay là ngày hôm nay chính các bạn và gia đình mình cũng đang hoang mang và suy sụp vì những cái biến động tài chính đó? Vì vậy, anh tin là trong cái khía cạnh tài chính cá nhân nói riêng và trong cuộc sống nói chung, người đói chỉ mong sao xin được con cá để ăn liền cho qua cơn đói. Nhưng nếu mình muốn không bao giờ phải đi ăn xin nữa thì các bạn phải xin cho được cái cần câu. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đã bỏ tiền ra để được tư vấn thì cái người cùng quẫn chỉ mong sao nhận được cái lời khuyên và làm răm rắp theo cái quyết định của những chuyên gia. Và dĩ nhiên những chuyên gia sẽ rất thích cái loại khách hàng này bởi vì họ sẽ còn quay lại rất nhiều lần. Nhưng cái người khôn ngoan, nếu mình đã bỏ một số tiền lớn để gặp được cái chuyên gia thì mình phải quyết tâm lấy cho được cái kỹ năng nhìn nhận, phân tích và giải quyết vấn đề, bổ sung được những cái kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó, để rồi từ đó chúng ta phát triển được khả năng đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn cho riêng mình. Khi đó thì cái người chuyên gia sẽ biến thành người thầy, còn người đến xin lời khuyên sẽ biến thành người học trò. Vì vậy, cái cách đặt câu hỏi nó quan trọng hơn là câu trả lời. Thay vì hỏi là em mua cái này được không anh, em mua cái kia được không chị, anh ơi, vậy bây giờ nên mua cái gì? Thì đó là cái thái độ a hùa và dựa dẫm. Câu hỏi của một cái người sẵn sàng để học hỏi và trưởng thành đó là: bản chất của vàng và đô la là gì vậy anh? Trái phiếu thì nó khác gì so với cổ phiếu hả anh? Anh nhận định như thế nào khi anh mua cái này, anh bán cái kia? Thì đó mới là thái độ của một người sẵn sàng để học hỏi, để suy tư, để mở rộng nhận thức của mình và trưởng thành. Đó là lý do mà ngày xưa một người thầy mà anh rất kính trọng, đó là Jim Rohn, ông luôn nhắc nhở bọn anh. Jim nói: "Only when the students are ready, the teachers will appear." Chỉ khi nào những người học trò sẵn sàng thì người thầy mới xuất hiện. Vì vậy, câu hỏi của anh ngay lúc này đó là: Are you ready? Bởi vì trong chiếc video clip này sẽ không có phím hàng,
sẽ không có quyết định đầu tư nào được chia sẻ hết. Chỉ có những kiến thức, bài học và góc nhìn thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và anh hỏi điều đó bởi vì anh không phải là người chia sẻ, mà anh sẽ gửi gắm tới các bạn người thầy của anh. Cái người này là người bạn, là người cố vấn, là người thầy, để bổ sung và cập nhật những cái hiểu biết, những cái kiến thức và góc nhìn cho anh về khía cạnh tài chính và số má. Dĩ nhiên, ngược lại anh sẽ bổ sung và hỗ trợ cho người bạn này về khía cạnh con người và tâm lý. Vì cơ bản là anh biết rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của anh. Nếu anh rất là mạnh về cảm xúc, tâm lý và thấu hiểu được hành vi của con người thì con số lại là điểm yếu rất là lớn của anh. Mà nếu mình yếu thì mình sẽ đích đi học. Vậy thôi. Cho nên là trong cái video clip này, các bạn sẽ nhìn thấy cái cách mà anh bổ sung kiến thức, cái góc nhìn cho anh, và rồi anh xử lý những kiến thức đó, tư duy như thế nào để đưa ra những quyết định tài chính cho cá nhân anh. Cho nên bây giờ xin được chia sẻ với các bạn người thầy về khía cạnh tài chính của anh. Và thật ra anh rất là vui là vì sau khi chị ấy chính thức nghỉ hưu vào đầu năm nay thì cuối cùng anh đã thuyết phục được chị ấy bắt tay vào làm cái kênh podcast về cái góc nhìn về tài chính cá nhân. Và các bạn sẽ thấy một cái phong cách rất là khác với anh Trí, đầm thắm, chậm rãi hơn, nhiều thông tin khách quan hơn. Nói chung là không có giống với anh Trí, và có khi đó là lý do mà chúng tôi bổ khuyết được cho nhau. Ngay bây giờ, trong cái podcast 12 phút tiếp theo, đây là cách mà anh bổ sung cho mình những cái góc nhìn và thông tin về thị trường. Chúng ta sẽ hiểu được là vì sao ngay thời điểm này, không phải là đô la, không phải vàng hay chứng khoán, kênh đầu tư mà anh lựa chọn để bước vào thời điểm này lại là trái phiếu doanh nghiệp, thứ mà cả thị trường này đang sợ hãi và bán tháo. Sẵn sàng chưa? Let's go! Khóa học Intelligence Money, hành trình 2 tháng để phát triển kế hoạch tài chính cá nhân và xây dựng nền tảng để đầu tư. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại nói chuyện với nhau về câu chuyện trái phiếu. Tại vì là cách đây mấy hôm thì chúng ta có một cái podcast chia sẻ về trái phiếu doanh nghiệp và những cái lưu ý khi mà mua hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam. Ngay sau khi cái podcast đấy được đưa lên thì có một bác, chắc là cũng khoảng 70 tuổi rồi, bác ấy có viết một cái comment là về hưu tích lũy được ít tiền đi gửi để dưỡng già ở ngân hàng, nhưng mà nhân viên ngân hàng thì tư vấn mua trái phiếu, chứ già 70 tuổi thì biết gì về trái phiếu, giờ biết làm sao bây giờ, chỉ khổ dân, và giờ thì nếu mà biết thì cũng đã muộn hết rồi. Thì khi mà nghe cái câu nói này của bác ấy, chúng ta đều cảm thấy rất là đau xót. Cái hệ lụy của việc phát hành trái phiếu một cách bừa bãi, nó không chỉ là tác động đến những cái nhà đầu tư có tiền, mà thậm chí là tác động rất lớn đến những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ mà họ dành phần lớn cái tiền tích lũy cả đời của họ để gửi tiết kiệm, thay vào đó thì đi đầu tư, thì cuối cùng bây giờ là mất hết. Thì rất là đáng thương và rất là đau xót cho những trường hợp như vậy. Thế thì bây giờ với cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thử đặt cho nhau, như bình thường chúng ta sẽ đặt ra một vài những câu hỏi và chúng ta thử đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đấy. Và câu hỏi đầu tiên là tiền mua trái phiếu có khả năng lấy lại được không? Đặc biệt là những cái trái phiếu đang có vấn đề gần đây. Tại sao mà lại khó khăn như vậy? Trong khi đó thì cũng là cùng một cái nhóm doanh nghiệp thì tiền gửi ngân hàng thì có thể rút ra được, mà tiền trái phiếu do các nhân viên ngân hàng đó bán thì lại không thể rút ra được. Thứ nhất là về phía ngân hàng thì ngân hàng là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và quản lý trực tiếp của ngân hàng nhà nước. Khi mà bạn gửi tiền vào ngân hàng thì bản chất cũng là bạn đang cho ngân hàng vay tiền thôi. Và nếu ngân hàng không có khả năng trả tiền cho bạn thì rất dễ dẫn đến hiệu ứng domino về thanh khoản. Tức là khi đó mọi người sẽ ùn đi rút tiền, không chỉ ở ngân hàng của bạn mà ở các ngân hàng khác nữa. Và khi đó thì chắc chắn là ngân hàng sẽ không có khả năng chi trả. Tại vì cái mô hình kinh doanh của ngân hàng là gì? Là họ nhận tiền gửi của bạn và họ đem tiền cho vay. Cho nên cái tiền thực chất nằm ở trong ngân hàng gần như là rất là ít, mà khi mà nhận tiền về gần như ngay lập tức là họ sẽ phải tìm nguồn cho vay để hưởng cái lãi suất chênh lệch. Do đó khi mà tất cả mọi người ùn kéo đến ngân hàng đòi rút tiền thì chắc chắn là ngân hàng sẽ không có khả năng chi trả, và sẽ dẫn đến là một ngân hàng và thậm chí là cả hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ. Và như vậy thì ngân hàng nó là mạch máu của nền kinh tế, và nếu mà hệ thống ngân hàng sụp đổ thì nền kinh tế gần như là sẽ bị tê liệt. Do đó ngân hàng nhà nước ở Việt Nam hay là ngân hàng trung ương nói chung thì thường họ phải đưa ra những cái chính sách, những cái biện pháp rất là quyết liệt để bảo vệ sức khỏe ngân hàng, để bảo vệ hệ thống ngân hàng. Do đó khi mà một ngân hàng có vấn đề thanh khoản như là một vài ngân hàng gần đây đã xảy ra thì ngân hàng nhà nước lên tiếng để bảo vệ rất là mạnh mẽ, tìm các biện pháp để mà cho phép người gửi tiền đến rút tiền, để tạo lòng tin cho những người đi gửi tiền ở ngân hàng nói chung. Ở đó là một cái cách gián tiếp để bảo vệ
cái sự hoạt động của nền kinh tế. Ngược lại, khi mà bạn mua trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cho doanh nghiệp vay. Tiền gửi ngân hàng thì chúng ta cho ngân hàng vay, còn khi mà mua trái phiếu doanh nghiệp chúng ta cho doanh nghiệp vay. Nhưng mà khi mà chúng ta cho doanh nghiệp vay thì chúng ta không được cái sự bảo vệ đó nữa, bởi vì là doanh nghiệp thì không chịu sự quản lý của ngân hàng nhà nước. Và khi mà một doanh nghiệp không có khả năng chi trả nợ, không có khả năng chi trả, thì cái phạm vi tác động của cái vấn đề đó nó chỉ nằm ở việc là cùng lắm là doanh nghiệp đó phá sản thôi. Cái hiệu ứng domino nó sẽ không có xảy ra. Do đó thì cái tổn thất đối với nền kinh tế nó sẽ gói gọn trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cá nhân. Do đó thì chúng ta sẽ không được cái sự bảo vệ của ngân hàng nhà nước khi mà mua trái phiếu, mặc dù là chúng ta mua phần lớn là chúng ta mua qua hệ thống ngân hàng. Trái phiếu doanh nghiệp thì chịu sự quản lý của Bộ Tài chính, chứ không chịu sự quản lý của ngân hàng nhà nước. Và Bộ Tài chính chỉ là người bạn, là cơ quan điều hành về mặt chính sách, về mặt pháp luật, còn rất là khó để họ có thể bảo vệ cho nhà đầu tư khi mà cái sự việc này xảy ra. Cái câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ hỏi là vậy thì khi mà doanh nghiệp không trả được tiền cho nhà đầu tư trái phiếu như trong một số trường hợp gần đây có xảy ra thì nhà đầu tư có thể làm được cái gì? Thì trừ những cái vụ án hình sự phải chờ kết luận của cơ quan công an hoặc là của tòa án, khi đây là mối quan hệ dân sự, khi mà một doanh nghiệp họ không có khả năng chi trả, không có khả năng trả nợ, thì nhà đầu tư có thể theo cái hợp đồng đã ký kết hai bên để kiện ra tòa. Và sau khi kiện ra tòa thì chúng ta sẽ có cái bản án và chúng ta có thể thi hành án. Trong quá trình kiện tụng và quá trình thi hành án là một cái quá trình vô cùng là phức tạp và vô cùng là mất thời gian, vì cái thủ tục, cái quy trình tố tụng nó rất là lâu. Chúng ta phải trải qua những bước như là hòa giải, chúng ta phải trải qua tòa sơ thẩm, sau đó chúng ta lại lên phúc thẩm, sau đó chúng ta có cái bản án. Sau các bản án xong thì chúng ta có thể đem cái đấy đến cơ quan thi hành án để làm việc với doanh nghiệp, để họ tìm cách họ trả tiền theo cái hợp đồng dân sự giữa hai bên. Nếu mà doanh nghiệp đó còn hoạt động thì có thể là doanh nghiệp đó còn có thiện chí để tìm cách trả tiền cho nhà đầu tư, và đến khi trả tiền mất rất là nhiều thời gian rồi. Còn khi mà doanh nghiệp đó không có khả năng hoạt động, không còn dòng tiền nữa, thì thực sự là cái việc đòi tiền gần như là vô cùng khó, gần như là không thể, đặc biệt là đối với những cái trái phiếu mà chúng ta mua không có tài sản đảm bảo. Cho nên là cái sự việc vừa rồi và những cái lời tâm sự của cô ở trên thì thật sự là rất là đau xót, và mình rất là buồn vì là các bạn nhân viên bán hàng, ngân hàng thực ra thì các bạn cũng làm việc theo cái sự chỉ đạo của ngân hàng, của công ty thôi. Nhưng mà các bạn, chúng ta đã là những người trẻ và chúng ta bán hàng gần như là rất là bất chấp, và không biết rằng là đôi khi những nhà đầu tư là những người mua trái phiếu doanh nghiệp có thể là chính là những người rất là giống cha mẹ, rất là giống cô dì, giống bác của chúng ta, là họ hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, thậm chí là họ nghĩ là đây là một cái khoản tiền gửi được lãi suất cao hơn. Vậy thì người trẻ chúng ta học được cái gì qua những cái thất bại, những cái vấp váp của những cô dì, chú bác đi trước như vậy? Thì thứ nhất là các bạn thấy rất rõ rằng là qua những cái thất bại đó, các bạn thấy rằng là hầu hết là chúng ta, như cô nói đó, là tôi biết gì đâu, tôi chỉ nghĩ rằng là ngân hàng bán cho tôi được lãi suất cao hơn thì tôi mua thôi, chứ tôi có biết gì đâu. Thì như vậy rõ ràng là cái nguyên nhân sâu xa là do chúng ta không nắm được rõ cái sản phẩm, cái dịch vụ mà chúng ta mua, chúng ta không có cái kiến thức cho cái lĩnh vực đầu tư đó. Do đó thì cái bài học rất là rõ cho những cái nhà đầu tư trẻ như chúng ta bây giờ là cái việc mà quản lý tài chính cá nhân, là việc học về quản lý tài chính và việc làm, thực hành về quản lý tài chính cá nhân là một việc mà rất là cấp bách, và chúng ta càng phải làm sớm càng tốt. Và càng làm sớm thì chúng ta sẽ càng thất bại sớm. Thất bại sớm là một việc rất là tốt, vì cái giá phải trả khi đó nó rất là nhỏ, và chúng ta còn rất là nhiều thời gian để làm lại. Khi mà chúng ta thất bại ở tuổi 20, đầu 30 thì chúng ta còn mấy chục năm để có thể làm lại. Nhưng mà khi chúng ta thất bại ở tuổi 50, 60, thậm chí là 70 thì gần như là chúng ta còn rất là ít thời gian, sức lực và cũng như là cái sự kiên nhẫn để mà làm lại. Cho nên là có rất là nhiều những anh chị mình quen biết có con mới vào tuổi tốt nghiệp đại học ra đi làm, thì luôn khuyến khích con mình là cứ đầu tư đi, cứ đầu tư càng sớm càng tốt, rồi con sẽ thất bại, đúng không? Thì con sẽ bị lỗ, con sẽ bị mất tiền. Nhưng mà cái bài học lúc đó nó rất là rẻ, và khi đó thì con có thể học được cách kiếm tiền là đương nhiên rồi. Rồi sau đó con có thể học cách bảo vệ cái thành quả của mình nữa, học cách đầu tư một cách kiên nhẫn, không nóng vội, và quan trọng nhất là học cách tự đưa ra quyết định cho mình, học cách phân tích, học cách đánh giá tình huống mà không bị để cho những cái người bên ngoài họ tác động vào mình. Đó là bài học rất là rõ, rất là nhãn tiền mà chúng ta đều có thể thấy được để có thể rút ra được cái kinh nghiệm cho mình. Nhưng mà có một cái bài học nữa mà mình nghĩ rằng là nó cũng rất là quan trọng,
Với đối với những người trẻ là ở Việt Nam mình thì chúng ta không có cái thói quen là chia sẻ cùng nhau thảo luận trong gia đình. Thế hệ trước là cha mẹ, cô dì chú bác ít có cái thói quen là chia sẻ với con cái về những cái việc đầu tư, về việc tiết kiệm. Chúng ta cần phải cố gắng thay đổi cái thói quen này. Những nhà đầu tư trẻ, chúng ta hãy học cách thảo luận và chia sẻ với gia đình mình về các vấn đề để đầu tư, để có những cái như cái nhìn đa chiều hơn. Chúng ta có thể tư vấn ngược lại cho cha mẹ mình, ngược lại thì cha mẹ mình cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm mà họ đã vất vả, họ đã trải qua. Từ đó thì chúng ta có thể học được của người khác mà không cần phải trả giá. Thì đây là một cái theo mình nghĩ là bài học rất là quan trọng để chúng ta có thể đi nhanh hơn, đôi khi là giúp được cha mẹ mình, hoặc là chúng ta có thể học hỏi được từ cha mẹ mình. Đây là những cái người gần mình nhất cho mình những cái bài học quý giá nhất. Điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ ở đây là nếu mà trong gia đình mà chúng ta chẳng may có những anh chị, cha mẹ hoặc cô dì chú bác chẳng may là sẽ gặp có những thất bại trong cái đợt lần này, thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách chia sẻ với họ và coi như đó như là bài học của mình, coi đó là cái sự vấp váp của mình để mình tìm cách mình làm lại. Đặc biệt là cái chuyện này nếu mà xảy ra với cha mẹ mình, chúng ta xây dựng lại, chúng ta củng cố cái sự nghiệp của chúng ta, củng cố cái việc đầu tư của chúng ta, thì cha mẹ chúng ta sẽ cảm thấy có hy vọng. Vì nói gì thì nói, chứ thì các bạn sẽ thấy rằng là cha mẹ chúng ta nếu tiết kiệm tiền gọi là để sống lương hưu, nhưng thực ra họ dành hết mọi thứ cho chúng ta, đúng không? Cho nên là nếu mà mình coi đấy là bài học của mình gánh vác cái đấy thay cho cha mẹ, thì đó cũng là một cái giúp cho cái thế hệ trước là cha mẹ mình, những người như cô, cảm thấy được an ủi, được chia sẻ và cảm thấy có hy vọng khi mà chúng ta có cái thời gian, có cái sự tiếp nối, khả năng làm lại sau cú vấp ngã rất là lớn vừa rồi. Nếu các bạn vẫn còn nghe tới phần này ha, thì các bạn rút ra được gì từ cái phần chia sẻ kiến thức và góc nhìn của chị Thùy Dương? Các bạn thả những comment của mình ở bên dưới. Ok. Còn đối với anh, khi anh tiếp nhận được cái thông tin này thì cá nhân anh học và xử lý được hai điều. Thứ nhất, đó là anh hiểu được cái khủng hoảng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam ở thời điểm này nó xuất phát từ cái cơ chế quản lý còn rất là lỏng lẻo của nhà nước và cái tính thiếu minh bạch của thị trường. Do vậy mà không ít công ty đã tận dụng các kẽ hở để huy động và sử dụng cái nguồn vốn sai mục đích, dẫn đến cái khủng hoảng. Và điều thứ hai, nó liên quan tới chúng ta, đúng không các bạn? Đó là nghiêm trọng hơn rất nhiều việc mà hàng loạt các nhà đầu tư trái phiếu hoàn toàn không có kiến thức và hiểu biết gì về trái phiếu, về những doanh nghiệp và dự án mà mình sẽ cho vay. Họ lệ thuộc hoàn toàn vào những cái lời chào mời, giới thiệu mập mờ, không rõ ràng của các nhân viên ngân hàng, của các tổ chức phát hành. Và việc này đưa họ vào một cái vị thế đầu tư cực kỳ rủi ro. Nhưng khi anh bình tĩnh và nhìn nó ở một cái góc độ khác, thì cái sự kiện này không có nghĩa là tất cả các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ở Việt Nam đều mập mờ, gian lận và làm ăn kém hiệu quả. Thẳng thắn đi các bạn, vẫn có không ít các doanh nghiệp làm ăn bền vững, minh bạch và đàng hoàng, và họ hoàn toàn có đủ năng lực để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với những nhà đầu tư trái phiếu. Đối với bọn anh, đây chính là cơ hội. Và cộng thêm đó là trong bối cảnh của tâm lý thị trường trái phiếu đang xáo động và rất bi quan, thì tất cả những cái trái phiếu doanh nghiệp của những dự án tốt, của những công ty tốt cũng bị bán tháo hàng loạt với giá rất rẻ. Và điều đó có nghĩa là gì? Đó chính là lúc tuyệt vời nhất để chúng ta có thể mua được những trái phiếu tốt với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thật của nó. Đây là quá trình tìm kiếm thông tin, phân tích và đưa ra quyết định của anh trong thời điểm hiện tại. Cho nên, nếu cuối năm các bạn có để dành được một số tiền, một cái số vốn của mình, thì lời khuyên về đầu tư của anh Trí đó là ngay bây giờ, khi thị trường đang biến động và bi quan, các bạn phải hít thở, chậm lại một nhịp. Có đúng hay không? Là trong cái khoảnh khắc vừa rồi, thẳng thắn nghe, bao nhiêu bạn, bao nhiêu anh chị trong đầu của mình thoáng qua một cái suy nghĩ là ha, anh Trí nói đúng quá, hợp lý quá, hay quá ta. Cho nên bây giờ mình phải mua cái trái phiếu nào đây ta? Cái suy nghĩ đó có thoáng qua đầu các bạn hay không? Và hãy rất thành thật với nhau là nếu các bạn có cái suy nghĩ đó nó khởi lên trong đầu của mình trong cái phần chia sẻ vừa rồi của anh, thì ngay bây giờ thả một cái comment và xác nhận với chính quyền địa phương là có thưa anh Trí. Thấy mình chết chưa các bạn? Chết ngay tức thì luôn. Bởi vì cái quyết định đầu tư này nó có thể là phù hợp với anh, nhưng chưa chắc là nó phù hợp với các bạn. Mà thành thật mà nói là nó không phù hợp với đại đa số người đầu tư ngày hôm nay ở Việt Nam. Tại sao?
Tại vì bọn anh có kỹ năng tìm hiểu và phân tích doanh nghiệp. Bọn anh biết được cách để đọc thông tin và đánh giá được dự án. Bọn anh có những mối quan hệ và kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, cho nên là bọn anh hiểu rất rõ các điều khoản trong hợp đồng mua bán trái phiếu. Chưa kể là anh còn có bạn bè với khả năng tiếp cận được những thông tin hành lang mà báo chí sẽ không thể có được. Và đó là sự tích lũy gần 20 năm mà các bạn có khi chưa có. Cho nên bọn anh mới dám tự tin để bước vào một cái bãi mìn khổng lồ và tìm kiếm những cơ hội tuyệt vời cho mình. Để ý hả các bạn, cái phần chia sẻ và dẫn dắt vừa rồi của anh là một ví dụ rất thực tế để chứng minh cho các bạn thấy là cái việc làm và cái lựa chọn đúng với anh có khi sẽ không đúng với các bạn. Và anh mong là cái trải nghiệm tâm lý vừa rồi, anh có thể đọc vị được cái diễn biến tâm lý và hành vi thông thường của các bạn, để chúng ta nhận ra cái xu hướng hùa theo đám đông cho đến ngày hôm nay nó vẫn là một hành vi bản năng vô thức của loài người. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào cuộc chơi của tài chính thì tuyệt đối các bạn phải làm chủ được cái tâm lý bản năng đó. Các bạn không được FOMO, các bạn không bắt chước hành vi và quyết định tài chính của người khác, dù họ có là chuyên gia tài chính hay là một triệu phú. Các bạn chỉ nên đặt niềm tin và gia sản của mình dựa trên những thông tin khách quan, sự hiểu biết và năng lực của chính mình. Còn nếu ở thời điểm này, sự hiểu biết và năng lực của chúng ta còn thiếu sót, ít ỏi quá, thì có khi đó chính là cái kênh đầu tư đầu tiên mà các bạn nên cân nhắc. Đó, bây giờ nếu mà anh nói về cái chuyện học và những cái kiến thức đầu tư, phải không? Rồi những cái phương tiện tài chính đang có trên thị trường, thì thế nào cũng lại mang tiếng là lùa gà, bán khóa học. Nhưng mà thành thật mà nói là tất cả những khóa học mà học viện bọn anh chia sẻ trong suốt 13 năm nay, bọn anh làm rất là công tâm và nghiêm túc, cho nên anh cũng chả có gì xấu hổ. Và thẳng thắn nha, là từ khi mà chị Thùy Dương chính thức tham gia vào cố vấn và giảng dạy thì anh lại càng bình tĩnh và nghiêm túc hơn rất nhiều trong quá trình lựa chọn và sàng lọc học viên. Khi học viên đăng ký học thì học viện sẽ từ tốn để phỏng vấn và làm rõ cái mục tiêu, đánh giá kiến thức nền. Và nếu thấy chúng ta chưa phù hợp thì bọn anh sẽ lịch sự gửi trả lại phí giữ chỗ cho các bạn. Vì vậy, nếu ngày hôm nay cái trải nghiệm của mình còn ít và nhu cầu của mình còn mơ hồ, thì có khi các bạn cũng đừng hấp tấp để đăng ký tham gia những khóa học. Các bạn có thể follow và theo dõi những cái chia sẻ trên cái kênh podcast Intelligence Money trong một thời gian, để bổ sung cho mình kiến thức, góc nhìn, cái tư duy điềm tĩnh hơn trong quản lý tài chính, và rồi xem chúng ta có thật sự hợp gu với nhau hay không, và hãy tiến tới. Right? Suy cho cùng thì bọn anh là những ông thầy, và bản tính của những người thầy là họ rất khiếp sợ những cái học viên lười biếng suy nghĩ, ỷ lại và dựa dẫm. Từ tiền bạc, công việc cho đến sở thích, tình cảm, sợ nhất là những cái học viên dựa dẫm giống như vậy. Cho nên nếu các bạn thật sự nghiêm túc để trau dồi, học hỏi, mở rộng những cái hiểu biết và tư duy đa chiều của mình, thì rất mong được đồng hành với các bạn trong cái chặng hành trình phát triển sắp tới. Xin cảm ơn mọi người. Khóa học Intelligence Money, hành trình 2 tháng để phát triển kế hoạch tài chính cá nhân và xây dựng nền tảng để đầu tư.